Đến thời điểm này, nếu như cả nước đã có 625.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, thì Bình Dương có khoảng 28.000 lao động phải tạm ngưng hợp đồng lao động, có khoảng 240.000 người bị giảm giờ làm, đơn hàng thiếu, thậm chí là không có, nhưng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực để giữ nhân công. Nếu như trước đây, vào các ngày trong tuần, dãy nhà trọ này vắng lặng người, còn giờ đây, rất nhiều phòng đều có người ở nhà. Số còn lại đã trả phòng về quê vì công ty cho công nhân nghỉ nhiều ngày trong tuần hoặc khuyến khích nghỉ phép. Chuyện tăng ca dường như không còn. Thậm chí họ còn phải nghỉ Tết sớm vì thất nghiệp. Công ty thì giờ đến tuần tập có 3 bữa. Thứ tư, 5-6-7 đi được nghỉ và cũng được 70%. Hiện tại cái tình hình đơn hàng của công ty á, hiện tại tới bây giờ thì nói chung là đến tháng 12 năm 2022 á, thì rất ít, cũng không còn được bao nhiêu hết á. Thì cái trong thời gian qua tình hình công ty cũng rất là khó khăn trong cái việc sản xuất, làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người lao động, thậm chí là ban giám đốc công ty phải sắp xếp cho người lao động nghỉ không lương vào các ngày cuối tuần. Để giữ chân người lao động, nhiều doanh nghiệp đang xoay sở đủ nguồn tiền để trả lương cho công nhân. Thu nhập công nhân bị giảm mạnh từ 1 đến 2 triệu đồng so với mức lương cơ bản trước đây. Nhưng bù lại, họ vẫn có việc làm. Và nhiều công ty dự định vẫn thưởng Tết để công nhân gắn bó với mình. Đối với năm nay, dịch bệnh do công ty là cũng đang thực hiện cái kế hoạch để chăm lo đời sống cho công nhân cũng không tốt bằng mấy năm rồi. Cụ thể thì cũng phát lương tháng 13 là phát quà Tết cho công nhân. Là cũng bên công đoàn cũng hỗ trợ một số bạn là xa quê, là ví dụ là tiền vé xe hay tàu xe về quê. San sẻ việc làm là cách mà nhiều công ty, các cấp công đoàn đang triển khai để lao động luân phiên làm việc hoặc có việc làm tạm thời. Qua đó đảm bảo ai cũng có việc làm, ai cũng có thu nhập duy trì cuộc sống. Đối với người lao động mà phải giảm số ngày công, giảm giờ làm thì trong quá trình hoạt động tổ chức công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp chăm lo cho đời sống của người lao động để cho người lao động có thể an tâm, có thể duy trì trong cái giai đoạn đời sống trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Và một cái giải pháp tiếp theo là tổ chức công đoàn cũng đã tăng cường cung cấp các thông tin điều phối giữa các doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp có thể chia sẻ những cái thông tin đối với cái tình hình tuyển dụng để nhằm cho người lao động sớm có việc làm trong cái giai đoạn hiện nay. Sẽ không có hiện tượng sa thải đồng loạt hoặc không có thưởng Tết, bởi hầu hết các doanh nghiệp đều vẫn còn đơn hàng đến hết quý 1, quý 2 năm 2023, nên vẫn duy trì việc làm cho người lao động. Và hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã hỗ trợ khoản kinh phí lớn cùng với quỹ của công đoàn để chăm lo tốt nhất cho những công nhân bị ảnh hưởng trong năm nay. Cố gắng làm sao cho mọi công nhân có một cái Tết thật đủ đầy.